đây là vì tiền và anh lái, vừa làm điều anh thích là anh khói này. Yeah, jam như là gây cắt và tụi anh đã sang ngô và thể hiện các bản lĩnh của tụi anh như là sói. Vì đây the real này, đây là cách sống này, đây là phong cách mà chỉ có thể miss sai. Đây là trung phi, đây là cái nơi mà tụi anh hay gặp mặt và hàng đêm lại get high. Quên đến nhiều vần này, quên đến nhiều cần cho một đêm này. Khiến cho anh sâu và khiến cho tụi anh phải làm thêm này. Yeah, bước ra sân khấu để chiến đấu, muốn sống mình yên với tình duyên. Muốn được luyện dấu thì biến tấu, thuốc thì anh nuốt thì bị viên. Sao my city của tụi anh vẫn đang sáng, khi mà trong cả đêm tối có thằng em chi sơ vẫn đang hết soul liền. Kiếm thật đô lờ để nó mua thời trang mới, bây giờ anh đã đang tới như là rapper king. Cùng với Tiken tập trung ở trung tâm, như là cái cách anh bán cho cung tên. Anh đi hàng đầu y như là xung phong, vì người Việt nhạc Mỹ không phải là Trung Đông. Và là OGP với màu xanh, cho em yêu để mà chiêu thêm real. Rồi bà TSC với một win, cho anh em đêm nay mà thêm view. Rồi bà thêm số không nè, trong nhà banh nè, khi ngân phiếu này nó càng tăng nè. Lịch tiệp như là thấy công, để bởi khi lên show thì anh đây là càng hành. Bước vào rap game mà tụi anh đang ghi tên, không phải động đất mà tụi anh đã đi lên. Phía của bình minh là kết thúc một hành trình, ở phía sau một nỗ lực là ngọn lửa đã thành hình. Cách nghe vạch đích không xa, xuyên màn đêm mà tụi anh đã băng qua. Như là cảm giác mà anh bay giữa không trung nè, bình tĩnh không mong luôn và tự tin để tăng ga. Đây là phong cách của cái phong cách từ là gamer và giờ đã đủ lòng cánh. Rất như trang sách cho mình thêm mánh, để giờ mày sống sao cho đường đời mày không tắt. Ở bên ngoài phố tụi nhá hầm hố, chỉ có sự cố làm này tụi nó quên vét lo. Ngồi bị kể khổ tụi mày chỉ nổ hay là phỉ nhổ và ghen tị với mấy anh Max Store. Thằng này cũng mong được lấy, nhưng mà nghệ thuật trong âm nhạc mà vẫn không nhìn thấy. Vì dù chỉ được cấy vào tờ giấy nào người đấy còn thật hơn cả những thứ mà mày được thấy. Áo thuyền của tao luôn cháy, rất như là cái máy là lời khen tao được nghe thật đấy. Flow thì kiểu này ác, đây không còn là rap, mà đây là cái mà tao đang yêu nhạc. Ấy, MMA đi tụi tao VIP, lướt đi trên Nike, homie tao OG. Đối thêm vô ly khi tụi tao party, flow trên con biết cứ như là King Bree. Đây là công phu đến tao biển Trung Du, bước vào trong studio check check được song thu. Mấy thằng hip hop và con đẩy trong khu, nhảy trên nhịp trống như là ngày Trung Thu. No sin. Đi qua cam luôn, đi qua cam luôn, đi qua cam luôn, đi qua cam luôn.